Qua nhìn thấy nó đầy vị. Phải không? Phải không? Nó mặc cái áo mấy cơm vàng mà. Con mà nó áo đây dễ lắm. Đây là khu phía sau chùa chính. À, chiếc thử lúa kia còn rất nhiều. Đấy, nhưng mà khu sinh hoạt của nhà chùa hình như không ai vào đấy cả. Thì chúng ta dừng, tạm dừng ở đây.